Ồ, lớn rồi các bạn ơi, lớn rồi, lớn rồi. Lớn lắm. Ồ. Từ từ các bạn, không có gấp được. Mấy con cá này là không gấp nha. Ồ. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình trở lại bộ môn câu nhấp cá rô đồng nha. Mời các bạn đón xem. Nay cũng mấy tháng rồi các bạn mới đi câu nhấp lại. Coi hôm nay coi nhấp có cá không nha. Cắt mấy cái gốc cây nè, mời quá. Nước trong quá các bạn, giờ này nước chuẩn bị lớn. Ồ, ăn rồi các bạn ơi. Ồ, thôi đã hôn. Ồ, đã ghê các bạn. Ui. Con đầu tiên. Con đầu tiên là mê rồi đó. Nó ăn ngầm luôn á các bạn. Nè. Mê chưa? Còn gì sướng rồi các bạn. Mới xuống con đầu tiên nha. Quá đã. Bụi sậy ngon ghê không? Cho nó xét vô đây đi. Có là nó táp liền. Ăn rồi các bạn ơi. Ồ, trời ơi, đã không? Làm mình hết hồn các bạn. Làm hết hồn luôn. Ồ, nắm kéo lên luôn. Đây, con thứ hai nha. Lỗ này coi. Đã chưa? Cá này hai ngón. Hai ngón thì câu hai ngón. Ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Không biết cá gì đây. Đó, đó. Có lý nè. Ồ, dính rồi các bạn ơi. Ồ, cá nhỏ hết hồn. Thường ở trong gốc cây đó là cá bự không đó các bạn. Mà không biết sao chứ mê thôi. Chứ vô gốc cây đó chưa chắc thì bắt được cá. Để con cá bự đó thì khi kéo nó không có lên. Cá nhỏ các bạn ơi. Lý có lý. Bỏ trứng kiến xuống các bạn. Nó động các bạn ơi, nó còn động nha, còn đang phải ngâm nó. Đó, đó, nó mới cắn á, nó mới cắn á các bạn. Đó, ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Cho nó kỹ càng các bạn mới dám giật. Ở gốc cây này mà bạn giật liền là dễ bị dướng gốc, bỏ lử nhiều. Phải nhóng lên. Đó, cứ ngắt luôn rồi nè. Ăn rồi á các bạn ơi. Hy vọng rồi, thiệt dướng luôn rồi các bạn ơi. Dướng gốc cây. À, có dứa nhưng mà ăn giật hụt cái là dướng gốc cây liền. Đó, ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi nè, đó, đó. Ồ, đã không? Cá trê vàng. Cá trê vàng hay cá trê lai đây? Cá trê vàng rồi. Ui cha, đã không? Cá trê lai các bạn. Còn u luôn.
Đã chưa? À, lâu quá không có câu nên cái bộ cần cần câu cho mình lữ phao là cũ không, chưa có thay cái mới nữa. Gốc cây quá, quá sướng luôn. Đã nó kéo như tình lửa rồi các bạn ơi. Câu dối cái tay luôn rồi. Đây em nó đây, nước cạn rồi các bạn. Câu nhấp xong giờ mình qua câu tai nha. Dính rồi các bạn ơi. Ồ, lớn rồi các bạn ơi, lớn rồi. Ồ, cá bự. Ồ, cha. Cái gì đây? Cá là bự nha các bạn. Đó. Ồ, cá mẹ. Ăn như cá hồng tâm rồi các bạn ơi. Ăn xui. Hên quá các bạn ơi. Này là cá chấm ăn ha. Này là đùm lượng con nữa, nó ăn như cá lồng tông rồi các bạn. Quá đã nha.
Ồ, lớn rồi các bạn ơi, lớn rồi, lớn rồi, lớn lắm. Từ từ các bạn, không có gấp được. Mấy con cá này là không gấp nha. Ba ký hơn rồi các bạn. Ui, sao bắt đây, chết rồi. Cá này hoài 3 ký đó các bạn. Cá này từ từ. Cái này lấy cục móc móc vô mang nó quá. Ồ chắc quát quá các bạn ơi. Này buộc phải bắt á. Buộc phải để cân nhỏ thôi. Đất ơi, bự quá, 4 kg quá các bạn ơi, bắt không được, đứt nhợ luôn à. 4 kg quá.